Kính chào các bạn và các anh chị. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn và các anh chị cách lắp đặt nhanh, cài đặt thông số kỹ thuật và vận hành chiếc máy hàng điện tử HK Mix 200D. Đầu tiên, chúng ta sẽ kết nối dây tiếp đất vào máy. Phích cắm điện sẽ được kết nối với nguồn điện một pha 220V AC. Để thuận tiện hơn trong quá trình cài đặt và vận hành, mình xin giới thiệu nhanh tính năng của các nút điều chỉnh và giá trị hiển thị của các đồng hồ. Nút đầu tiên là nút Start, có tác dụng kiểm tra tốc độ cấp dây và ra dây nhanh khi chúng ta thay dây. Nút thứ hai là nút Adjust, có tác dụng chọn và điều chỉnh các giá trị điện áp, tốc độ cấp dây và lửa hàn. Nút thứ ba, Sync Main Wi-Fi. Nút này có hai tác dụng. Sync Wi-Fi là tự động thay đổi điện áp và tốc độ cấp dây theo kích cỡ dây hàn. Dây hàn từ 0.8 đến 1.0mm. Khi ta điều chỉnh nút Adjust, Main Wi-Fi là chức năng chỉnh thủ công điện áp và tốc độ cấp dây tùy thuộc vào kích cỡ dây hàn và vật liệu hàn. Nút kế tiếp là nút Process, nút này có tác dụng lựa chọn phương pháp hàn. Nút cuối cùng là nút Purge, nút này có tác dụng kiểm tra khí. Đồng hồ thứ nhất hiển thị thông số giá trị điện áp, đồng hồ thứ hai hiển thị ba thông số. Thông số thứ nhất tốc độ cấp dây, thông số thứ hai cường độ lửa hàn. Hai thông số này hiển thị khi chúng ta cài đặt trước khi hàn. Thông số thứ ba cường độ dòng hàn, thông số này hiển thị khi chúng ta hàn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt máy ở chế độ hàn mít có dùng khí bảo vệ. Các bạn chuẩn bị cho mình một con dây hàn mít lõi đặt có dùng khí bảo vệ 5kg, một đồng hồ CO2 220W AC, một ống dẫn khí và một bình khí CO2. Đầu tiên chúng ta mở nắp chắn của bộ phận cấp dây. Tiếp theo mở nắp ống giữ cố định cuộn dây, cho cuộn dây vào ống giữ cố định. Gạt thanh chỉnh sức ép con lăn xuống. Trên con lăn có hai rãnh, một rãnh có đường kính 0.8 và một rãnh có đường kính 1.0. Khi sử dụng thì chúng ta phải chọn rãnh cho phù hợp với kích cỡ dây. Tiếp theo chúng ta luồn dây qua ống định hướng, xuyên qua rãnh con lăn, đi đến chắc kết nối xuống hàn. Sau đó gạt thanh chỉnh sức ép con lăn lên. Vặn cùng chiều kim đồng hồ để tăng sức ép lên con lăn. Vặn ngược chiều kim đồng hồ để giảm sức ép lên con lăn. Sức ép con lăn nên chỉnh vào phải. Tiếp theo chúng ta sẽ kết nối súng hàn mít. Các bạn và các anh chị chú ý, khi hàn mít ở chế độ có khí bảo vệ, ta dùng chụp khí bằng kim loại để tránh bị kẹt dây. Trong lần ra dây đầu tiên, chúng ta nên tháo bét hàn ra khỏi súng. Bật công tắc sang chế độ on và nhấn vào nút ra dây trên mặt máy. Khi quan sát thấy dây lú ra khỏi đầu súng khoảng 10cm, chúng ta nhấn vào nút ra dây nhanh lần 2 để dừng. Sau đó chúng ta gắn bét hàn vào lại súng hàn. Chú ý phải lựa chọn kích cỡ đường kính, lỗ bét cho phù hợp với đường kính dây hàn. Cọc chuyển đổi cực súng hàn sẽ được kết nối với cực dương. Cầm dây kẹp mát sẽ được kết nối với cực âm. Tiếp theo chúng ta kết nối phần khí. Ống dẫn khí sẽ được kết nối vào ngõ vào phía sau của máy. Đồng hồ CO2 sẽ được kết nối vào bình khí. Đầu còn lại của ống dẫn khí sẽ được kết nối vào đồng hồ. Phích cắm điện của đồng hồ CO2 sẽ được cắm vào nguồn điện xoay chiều một pha 220V. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt thông số trước khi hàn ở chế độ hàn mít có khí bảo vệ. Đầu tiên chúng ta lựa chọn phương pháp hàn. Các bạn ấn liên tiếp vào nút Reset cho đến khi đèn LED ở chế độ mít mắt sáng lên thì chúng ta dừng lại. Tiếp theo chúng ta ấn vào nút Sync Main Wi-Fi. Khi đèn LED sáng ở mức 0.8, 0.9, 1.0 là chúng ta đang lựa chọn chế độ tự động đồng bộ, tốc độ ra dây và điện áp. Khi điều chỉnh nút Adjust, ở chế độ này chúng ta có thêm một sự lựa chọn. Khi tốc độ dây cố định, chúng ta có thể điều chỉnh điện áp thay đổi bằng cách ấn vào nút Adjust. Khi đèn LED có chữ V ở cụm đồng hồ phía bên trái sáng lên, chúng ta có thể điều chỉnh điện áp lớn hoặc nhỏ. Ấn vào nút Adjust lần thứ hai, khi đèn LED có ký hiệu cuộn dây và mũi tên ở cụm đồng hồ thứ hai sáng lên thì lúc này chúng ta có thể điều chỉnh lửa hàn. Cuối cùng ấn vào nút Adjust lần thứ ba, như vậy là chúng ta đã có thể vận hành. Ngoài ra chúng ta còn có thêm một sự lựa chọn chỉnh thủ công, tách biệt điện áp và tốc độ ra dây. Chúng ta ấn liên tiếp vào nút Sync Main Wi-Fi cho đến khi đèn LED main sáng lên thì dừng lại. Ấn vào nút Adjust khi đèn LED V ở đồng hồ thứ nhất sáng lên để chúng ta chỉnh điện áp. Ấn vào nút Adjust lần thứ hai để chỉnh lửa hàn. Ấn vào nút Adjust lần thứ ba để chỉnh tốc độ cấp dây. Để thuận tiện hơn trong quá trình cài đặt thông số trước khi hàn, các bạn có thể tham khảo bản hướng dẫn cài đặt nhanh ở trang 17 của sách hướng dẫn sử dụng.
Máy hàn MX200D khi hàng ở chế độ có ký bảo vệ cho ra mối hàn đẹp, có độ ngấu sâu. Xin chúc các bạn các anh chị lắp đặt và vận hành thành công. Xin cảm ơn.